cái xuống thượng gần. Nghe kể là cái bài này ông Trịnh Công Sơn ông tả một cái người quá phụ nhìn sát chồng đó, thành ra là cái cú xuống cho ông đổ dài là cái mái tóc của cái người đó. Giờ cũng lên đầu hát nha, dịu dắt dịu. Thank you.